lên cứ cứ lên cứ nói chuyện đang đang ngon tử tế với nhau, đưa ra những cái ý kiến mà coi như khác biệt với nhau. Hello. Cho thấy cái mặt chút đi, coi làm gì che 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 Oh, đẹp không. không mà coi như che che gì Em là Nancy, chào anh. Em không ra mặt được đâu anh à. Giờ anh có cho em nói thì em nói, mà không thì em xuống. Thế thì cứ nói đi, Dạ, chào anh nha, em che chào mặt cả thì nhà. nói sao cho coi như là cho mọi người và coi như bình thường thấy cái điểm của em là coi như nó trang trưởng và nó đúng như thế nào nha. Còn che mặt mà mình nói coi như chật thì coi như nó Thế thiệt nào, lắm đó. như thế nào là nói chật mà như thế nào là nói đúng, đúng không? Cái này nó Thì nằm cứ nói theo ra đi. quan điểm của mỗi người. Em thấy anh cũng có nhiều cái trăn trở với đất nước Việt Nam, nhất là kể từ sau chuyến đi về của anh. Lúc nãy em nghe anh khách mời Vương Hùng đó, em thấy ảnh nói đúng từng lời, anh nói rất trúng. Đất nước nào mình cũng đang có những cái phần phải sửa. Không một người tiêu dùng nào lại muốn sử dụng cái sản phẩm mà nó nguy hiểm cho sức khỏe. Không một người người tiêu dùng nào, đúng không anh? Cho dù là em bỏ ra đồng tiền tiền ít hay đồng tiền nhiều. Em đồng ý rằng nếu như những người bán hàng rong, mà những người họ không có quan tâm đến cái chất lượng của sản phẩm đó, thì chúng ta nếu mà nhà nước biết thì phải xử cho thật nghiêm. Hoặc là chúng ta phải có những cái đội để mà đi kiểm tra và nghe ngóng. Hoặc là ví dụ như mình nghe những cái lời người ta mà phản ánh đó, giống như là complain á, đúng chưa? Người ta Phạt tội á. complain 2 đến 3 lần là bắt đầu chúng ta phải 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 để giống như là phải có những cái giống như là mình có những cái điểm là giống nói lại gì ta, giống như là 1 lần 2 lần 3 lần vậy đó thì còn lại á. Nhưng mà em cũng rất, và chúng ta xử lý rất là nghiêm những cái chuyện như vậy. Nhưng mà em cũng đồng ý với anh khách mời là tên là gì, anh Vương Hùng đó, anh nói á, hàng rong là một nét văn hóa của Việt Nam, chúng ta có những cái khác biệt như vậy. Chỉ có điều là nếu như cái sự quản lý của Việt Nam đó, nếu mà chúng ta có cái trật tự hơn, có quy định cho mọi người hơn, để cho người dân mình đó, nhất là những người bán hàng rong có ý thức hơn. Chẳng hạn như là phải tất cả các hàng rong phải có kèm theo một cái chỗ để mình chứa rác, chứ không phải là mình ngồi đâu mình bán là mình xả rác ra bừa bãi xung quanh mình. Đúng không anh? Nhưng mà em vẫn Đúng. thấy cái nét mà hàng rong của Việt Nam nó là cái nét đặc trưng. Chúng ta không có cần gì phải là xóa bỏ nó, mà nói chung là nếu mà có muốn cũng chẳng xóa bỏ được. Đúng không? Chỉ có điều là chúng ta, nhà nước chúng ta cùng với nhân dân để quản lý. Chẳng hạn bây giờ mình ra những cái quy định nè, nếu như cái người nào bán ở cái vị trí nào mà bị complain 1 lần 2 lần đến lần thứ ba là bắt đầu chúng ta có những cái biện pháp để siết chặt. Chẳng hạn như bán hàng mà để cho người ta bị nhiều lần, nhiều người bị bệnh này, hay là làm nó không có đúng chất lượng, hay là xả rác bừa bãi, những cái complaint đó là mình phải bó những cái người mà bán hàng rong nó, để cho người ta học theo cái văn hóa của những cái con người ở cái thế hệ mới là phải sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Cái đó mình thích chứ, đúng không anh? Nước Mỹ họ cũng Được. có những cái rất là hay là như vậy, họ từng người người dân. Em cho anh nhường lời cho anh một Ok. chút thôi nha, rồi coi như là Anh em nói tiếp. đi. Anh đồng ý với em á là anh không nói là coi như là bỏ hết hàng rong, nhưng mà nói là phải dẹp đi bớt một số hàng rong. Dẹp đi bớt một số hàng rong là nó không đi vào cái sự quản lý của là coi như là nhà nước, của là cái người mà cái head department ở Việt Nam là kêu là cái quản lý thực phẩm á đó. Rất thì mình đó cũng muốn cái hàng rong của người Việt Nam mình đó là nó phải mang lại cái văn hóa ẩm thực Đúng. trước đây, là mình đó là bán cái gì ra cái đó nha, không có dùng những cái chất hóa chất đó. Còn hàng rong ở bên nước ngoài á nó vẫn có bán rong, nhưng mà nó bán theo cái quy định của là coi như cái thực phẩm mình, nếu mà coi như cái head of department mình đó
mà nó tới nó chất cái thực phẩm đó mà có cái vi khuẩn hay là cái gì thì nó sẽ đóng cửa, nó là tao phải rút cái món bài là tao không cho mày bán được nhé. Nhưng mà coi như ở Việt Nam á thì nó có cái quy định ở đây là quản lý về coi như là cái hàng rong, thì tôi chỉ nói là tôi ủng hộ nhà nước là bãi bỏ những một số hàng rong như bằng dạo là coi như là hay là cái thực phẩm nó làm cho là cái sự mà bây giờ tôi đề với các bạn có chê tôi hay các bạn có chửi tôi cũng vẫn nói vì bây giờ cái nguồn mà phát triển ở Việt Nam mình đó bây giờ làm cái gì cho nhanh kiếm tiền nhanh đấy là xong đấy, chứ không có cái gì mà coi như mà nằm trong cái vấn đề mà để mà làm cái thực phẩm đây để cho nó tốt. Những cái thương hiệu á nó còn vĩnh viễn hoài, như các cái thương hiệu như bánh trung thu hay là vịt quay rồi coi như là cái chỗ mà có cái thương hiệu á là họ sống mãi luôn, sống cả đời này qua đời nọ luôn đó. Thì chính cái chỗ này á tôi tha thiết là nói những người là coi như là trong Việt Nam nên loại bỏ những cái người mà có nghĩa là thu lợi bằng một hình thức là giả dối, chứ tôi không nói là coi như là tuyệt đối là bỏ ăn rong, nhưng mà phải quản lý ở trong cái thực phẩm ăn rong cho nó có vệ sinh chỉ đó thôi. Thế là Em hiểu cái ý của anh, nhưng mà nếu mà mình nói bỏ hết thì gần như là điều không thể. Mình chỉ quản lý thôi, chứ còn mà mình quản lý và mình đặt ra những cái yêu cầu như vậy thôi, chứ còn ai cũng phải kiếm sống, và chúng ta là người tiêu dùng hay là bất kỳ ai là người tiêu dùng, không người tiêu dùng một nào muốn ăn một món ăn mà lại mang bệnh vô người. Thì cái mà Việt Nam mình cần phát huy hơn nữa đó là cách quản lý những cái bộ phận này. Nhưng mà lúc nãy anh nói là các nhà hàng hay là những cái food trucks là những người mễ họ hay bán đồ á, thì theo như em thấy thì họ cũng không bảo đảm vệ sinh lắm đâu anh ạ. À, tại vì em chứng kiến chính trên những trên news á, có rất là nhiều khi người ta hay phổ biến những cái food trucks khu nào á là nó không được tốt, không được an toàn á, là em có từng thấy trên news của Mỹ đúng không? Thì ví dụ như người Việt Nam ở bên Việt Nam của chúng ta mà cảnh cáo nhiều lần, chúng ta cũng có thể thông báo lên những cái địa điểm nào, những cái nơi nào không Niệm tốt Phật đợi chút nha. nha, đúng không? Thì theo em thì em vẫn thấy là cách quản lý. Còn nếu như anh nói là ở Mỹ, không phải ở Mỹ lúc nào người ta vi phạm người ta cũng bị xử phạt ngay, tại vì cái rất là khó nha anh. Khi mà những cái health departments nó vô kiểm tra thì cái lúc đó đó nó là ok như vậy, đúng chưa? Nó đo các cái độ lạnh như thế nào, các cái chất liệu như thế nào, nhưng mà trên thực tế trong lúc người ta làm, người ta chế biến, người ta cũng vẫn không thể tránh được, vẫn có chuột, vẫn có gián anh à. Nếu mà anh có quan sát thì anh cứ tới tận nơi anh quan sát. Và em có bạn bè là họ sửa máy đó, thì họ thấy trong những cái nhà hàng đó là những cái đồ ăn họ để ra xong rồi chuột dán gì cứ chạy lòng vòng khắp nơi, có Ok, rất rất nghe là nghe nhiều. nghe em cho anh chặn cái điều này nghe. Anh có chia sẻ hai clip là tại cái chỗ mà coi như cái là cái nó kêu là food truck á, là cái chỗ mà station đó nó bán nha. Anh tự anh chia sẻ rất là rõ ràng. Ở đây là cái luật ở ở nước ngoài nha. Ở đâu cũng biết, nhưng mà ở Mỹ nó có 5 cái mà người food truck đã phải thi hành. Thứ nhất là cái business license, thứ hai là cái health department license, thứ ba là cái tax license, thứ tư là cái nhà hàng nào đó sponsor mình nha, là họ đồng ý á, viết cái giấy đó là người này tới nấu tại nhà hàng của họ, nhưng mà mình nấu ở nhà kệ mình nha, nhưng mà cái nhà hàng đó phải chịu trách nhiệm, là gọi là khâu sai á nha, sponsor á. Cái thứ năm cái thứ năm là cái mà coi như là cái chỗ mà station mình rent đó là cái parking lot đó nha, là cái ông chủ đó ông cho mình mượn 2 parking lot, thì khi mình mượn đó mình ông phải nói là bỏ một cái thùng rác nha, ông nói hỏi bỏ thùng rác và ăn cái gì bỏ đó, thức ăn của mình thưa gì bỏ đó, mà không làm ô nhiễm cái 2 parking của mình mượn đó nha. Ok đó,
Thì cái này á là nếu ai xuống nước coi phải biết luật lệ của năm cái này khi mà làm cái food truck, ok? Nếu mà ở Cali làm á là họ chỉ cần á là chùi tiền cái nhà hàng đó thôi họ làm. Có nghĩa là Cali nó vẫn còn cái có cái luật này. Ở đâu ngoài á nó có food truck, nó có cái luật này. Nó phải đứng cái chỗ đó, stay đó, nó không được move. Cái food truck là không được move. Đó, có gì ăn là đến đó ta ăn chỗ này. Và quả như là bệnh viện nó find out cái food đó mà bị cái last của cái eating của mình đó nha, mà bị nhiễm nhiễm độc cái chỗ nào đó là họ biết. Họ nói là cái chỗ mày ăn cuối cùng là chỗ nào, thì anh nói là chỗ này đó như kia đó, thì nó biết cái chỗ đó rồi. Nó nói chỗ đó là cái chỗ mà food nhiễm độc cho cái thân thể mày. Thì khi á cái người á mà đó họ thưa kiện cái food truck đó, mà food truck đó mà không đủ trả tiền cho cái bệnh viện của họ mà trả cái medical bill á, thì họ sẽ xu qua nhà hàng, ok? Đó, nó xu quanh nhau nữa, vì có cái bảo hiểm nữa, nha. Bảo hiểm nữa, bảo hiểm mà câu sai mà không đủ á, thì họ xu qua nhà hàng, xu vân vân nữa, để họ lấy cái tiền. Đây là, tôi nói đây là tôi đưa ra. Đây là quy định đúng không? Cái của anh là theo luật định. Đúng không? Quy định có nghĩa là tôi nói với Việt Nam á, cái chỗ mà thức ăn á, là hàng rong, tôi không nói là dẹp hết, nhưng phải quy định vào cái chỗ nơi mà hàng rong quy định đó là cái chỗ đó phải đòi hỏi là những cái luật lệ của Việt Nam đưa ra à, để mà tương tự như ở bên đây. Thứ nhất là có cái bảo hiểm, nếu cái người đó mà không là coi như có tiền để mà coi trả trả cái bill, trả cái chỗ mà coi như mà cái người mà coi bị nhiễm độc đó ở bệnh viện, ví dụ là 100 triệu, 200 triệu thì bảo hiểm họ phải trả. Tôi đang đòi hỏi cái chỗ này và đưa ra cái chỗ đó để mình khai ra người dân để mà tuân theo cái luật lệ an toàn cho những người du khách và cả người trong nước. Em có ý kiến dạ, thêm nữa? Em sẽ nói rất lẹ để anh mời, hồi anh mời giùm em anh John McBride lên nha. Nhưng mà em muốn kết thúc cái ý của em để sợ nhiều khi không có người không hiểu hiểu đúng đó. Thì theo luật thì đúng rồi anh, nhưng ở đất Mỹ này em đã nói với anh rồi, kể cả những nhà hàng lớn, anh phải vô trong nhà bếp người ta anh mới thấy. Cái mà em biết á là em có bạn làm nhà hàng và em cũng có bạn là người đi sửa những cái máy móc ở bên trong nhà hàng, và mỗi một khi họ gặp những cái con chuột con gián đó, họ lúc nào họ cũng chụp hình, nhiều khi họ gỡ cái máy ra đằng sau đó, tức là những người này người ta vệ sinh người ta không có kỹ anh, đúng chưa? Dán luôn. Cho nên là mình ấy không thể nói được rằng là ở Mỹ là tất cả là tốt hết. Nào em vẫn đồng ý với anh, cái sự quản lý của Mỹ chúng ta cần học nhà, cái cách quản lý của các nhà chức trách chúng ta cần học. Nhưng để mà nói được rằng là cho nó trọn vẹn á, em bảo đảm với anh không có nhà hàng nào ở trên cái đất này, cho dù anh tới những cái nhà hàng fancy fancy anh cũng không kiếm được điều đó. John đứng okay. Sau của Liên Phong chúc nha. Ok, thì em xin được nha. Em John, cũng nói okay. Vậy thôi ha. Em chào anh, được, chào cả nhà nha. Bye anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Chia sẻ hay lắm. Ý em, anh Bình Hồ nha. Anh Bình Hồ dừng lại. Ý em đang nói với anh một điều này. Anh phải nói em nói với anh một câu như này này, em không tranh luận đúng sai trong chuyện này. Anh đúng và em cũng đúng. Anh hiểu chưa? Này, tôi đó anh á, anh đang đi vào cái sự